Em đi đâu sớm vậy em? Dạ thưa chú, con đi làm. Thì sao lại gọi anh bằng chú? Nghe nói già lắm em ơi. Chứ con gọi chú bằng gì bây giờ? Chú lớn tuổi hơn con nhiều mà. Em bao nhiêu tuổi đâu mà mới 50 chứ nhiều nhổ gì. Hơn em có 26 tuổi chứ nhiều đâu. Thôi con gọi bằng chú, chứ bằng anh lỡ người ta nghe rồi dèm pha tiếng ra tiếng vào thì khổ cho con lắm đó chú ơi. Út ơi, sáng nay vô tình mà mình có duyên nên gặp nhau trên phố. Nói qua nói lại cũng tại vì em gọi anh bằng chú á. Xin đừng gọi anh bằng chú, mà hãy gọi anh chú bằng anh, cho anh thấy mình trẻ lại. Rồi có sao đâu, chỉ là tiếng gọi
nói lui, nói qua nói lại, em cũng kêu chú, chú hoài. Dạ con cũng muốn sửa lắm, bởi anh Hiền, anh Dũng cũng thường nói với con luôn, cả chú ba sư phụ cũng kêu con sửa. Người ở trong câu lạc bộ bỏ chú kêu anh cho trẻ, nhưng bởi chưa quen nên con còn do dự, để nay mai rồi con sửa chú ơi. Hãy subscribe.